Thời nay xin lỗi quý vị, thời nay ít các vị tỳ kheo chứng quả. Vậy giả sử có một vị chứng đắc đạo quả và muốn công bố với tăng đoàn, thì làm sao dám chắc vị ấy không bị nhầm lẫn như trong câu chuyện trong kinh tỳ kheo có nhiều sở học và đắc định nhưng lại nhầm tưởng mình là một vị la hán? Nếu như mà nói trong kinh, trong tất cả những cái mà sẽ đọc được, bao gồm chánh tạng và chú giải, thì những vị chứng đắc đạo quả, các vị đó không có nhu cầu cho người khác biết, đặc biệt là vào thời này, thời mạt pháp. Bởi vì cái chuyện cho chúng sanh biết không cần thiết. Để làm cái gì? Để làm cái gì? Quý vị nên nhớ như vậy. Cái môi trường để tạo ra được một vị thánh, cái môi trường đó lành lắm, lành lắm. Sư từng có phước sư đến được một cái môi trường như vậy, và sư nghĩ là mình không biết ở đây có ai là thánh hay không, nhưng nếu có không phải chuyện lạ. Môi trường lành đó là gì? Thứ nhất, rất là gần với thiên nhiên, rất là gần với rừng, tức là tránh xa thế tục. Cái thứ hai, giới hạnh trong sạch. Đúng nghĩa là trong kinh luôn á, là sạch như vỏ ốc. Giới hạnh trong sạch. Cái thứ ba rất là dễ thương. Dễ thương ở đây là gì? Hiền lành, chứ không có cái chuyện là mình tranh đua rồi mình soi mói, không bao giờ có. Chuyện tu tự túc nhưng mà luôn luôn tinh tấn, không có chuyện mình lười đâu. Siêng là do mình, siêng là mình hưởng, nỗ lực hành thiền tu tập giải thoát, học đạo cũng nỗ lực cũng siêng, mà hành nó cũng siêng, tức là mình nhìn vào mình không thấy một cái gì để mình bắt bẻ được hết. Cái môi trường đó nó lành kinh khủng lắm quý vị. Trong môi trường đó sư nghĩ mình thì mình không biết ai chứng thánh, nhưng nếu có một vị nào đó trong số này mà chứng thánh thì nó cũng không có gì lạ. Nhưng mà nói ra để chi? Nếu như mà có chứng thì nói ra để làm gì? Các vị đó rất là hiền, rất là dễ thương, nhưng mà chính bởi vì như vậy các vị đó không có nhu cầu cho người khác biết mình có chứng hay không để làm cái gì. Đó là theo cái sư đọc được ở trong kinh chú giải và cái sư tự thân trải nghiệm và nhìn những cái môi trường có khả năng tạo ra những vị thánh. Cái môi trường đó là như thế nào? Và sư thấy các vị đó không có nhu cầu. Không có nhu cầu. Cho nên cái câu hỏi này thì bản thân nó không cần trả lời. Tại vì như sư nói đó, vị thật sự chứng thánh thì vị đó không có nhu cầu cho người khác biết.